Ê, khỏi không tất cả anh em, Dũng Senpai đây, chào mừng anh em quay trở lại với Ori and the Will of the Wish. Và hôm nay anh em ta sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình đi cứu Ku, hiện tại đang bị lạc trong khu rừng câm lặng. Let's go boy. Chào ông một ngày tốt lành nha, bây giờ tôi sẽ lên đường gọi là đi khởi động lại. Cái gì nhỉ? Wellspring, đây là một cỗ máy, gọi là một cái cối xay nước thì đúng hơn. Đây, The Silent Tear, Wellspring, chúng ta sẽ tới đây để khởi động lại. Chà, có vẻ là một đoạn đường khá là xa đây. Ok, thì ông ở đó vui vẻ nha. Tôi đi đây. Thì mình nghĩ là anh em mình cũng chưa nên đi qua đó vội đâu. Chúng ta cứ đi giải lao chút đã. Còn rất là nhiều chỗ hay ho mà anh em ta chưa đi này. Ví dụ cái nhiệm vụ này mình chưa làm này. Đó là tìm một cái móng ấy, sau đó gửi lại cho mấy bé Moki. Và còn một chỗ này để luyện tập nữa anh em ta chưa xuống này. Để lát nữa mình xuống luôn. Ok. Khoan nha. Khoan, như kiểu là bên này đi qua được ấy. Ở bên này đi qua được. What? Hello. Nước ở đây rất là tối, bọn tôi không thể câu cá được. Nước xấu. Buồn nước. Cối xay thì im lặng rồi. Đó là lý do tại sao mà nước nó không chảy được. Ừ, tôi hiểu rồi đó. Nước xấu quá mà. Em biết rồi mà bọn em đi. Em đi đi khởi động lại cái máy. Chị yên tâm. Rồi, tức là có nghĩa là sau khi mà chúng ta khởi động lại được nước thì nước sẽ sạch trở lại. Và anh em mình có thể đi qua được hướng này. Ok chưa? Anh em nên nhớ chơi Ori đừng chăm chăm vào đi gọi là tìm mục tiêu chính. Chúng ta hãy đi khám phá xung quanh cái đã. Bởi vì mình đã bảo với anh em còn rất là nhiều thứ hay ho luôn. Đây nào. Có gì đó. Hello. Ô, kéo cân mất rồi. Oh, nice. Cảm ơn mấy chị nha. Ôi, có cái gì ở dưới kìa. Wow. Đây bên này có kỹ năng mới. Trong này có cực kỳ nhiều kỹ năng luôn. Rồi bây giờ mũi tên bắn chĩa ra ba hướng nữa. Tôi đeo vào thử xem này. Mũi tên bắn chĩa ra ba hướng phải không? Wow. Oh, ok. Ngon đấy. Cái gì nhỉ? Cái này nhìn, tôi nhìn nó cứ ghê kiểu gì ấy. Nhưng mà không phá được. Xem nào. Không phá được vị trí á. Ok. Rồi, xem bé Moki này làm gì đây. Cậu không phải Moki. Tay cậu khá là nhỏ. Ok. Anh ấy rất thích làm bản đồ, đúng không? Ok, chắc là bà chị Moki này nhờ mình đem cái bản đồ tới cho ông. Wellspring à? Ở lại qua bên kia nữa rồi. Ok, em vận chuyển cho. Vỡ, ngon. Có cái tấm gì trong kia kìa. Em vô đây. Tấm gì đây? Golet ore. Một cái quặng golet. Cái này làm gì nhá? Để sửa chữa structure này là nhà hay là một cái kiến trúc gì đấy. Bắn đây cậu ơi. Yeah, that's good. Ê. What? Ai phá tường tôi vậy? Nhà mình tới nhà có đứa nào ấy. Wow. What the hell? Lại đây nào, lại đây để ta nhìn cậu một xíu nào. Oh. Ai vậy nhỉ? Ok. Wellspring, home sweet home. Wellspring Glade. Ok. Alphe. Wow. Alphe này không, mình chưa gặp. Cậu đến được Glade rồi hả? Tinh linh. À, anh em biết sao không? Ở trong cái gọi là cái gì nhỉ? Ở trong cái cối xay nước nó có một cái thư viện ở trong đấy, nghe nói là thư viện gì đó rất là ghê, rất là to lớn, rất đẹp gì đó. Ok. Ok, có khi tôi lại gặp ông ở đó. Hone your skill. Ông này giúp mình nâng cấp skill hay sao á? Oh, Nagata.
là hổ. Ừ. Okay. Sợ là mát quá là mặn. Ồ, có một chỗ cổ xưa nào đó có thể dạy mình nhiều các kỹ năng khác nữa. Ok. Knowledge of spirit. Ôi, có tin đồn mới. Ôi, nhiều chỗ xịn quá các bác ạ. Anh em mình xuống đây là có khi là kiếm được những kỹ năng mới hay là vũ khí mới này. Ok, được luôn. Có khi lát nữa mình xuống luôn. Wow. Wow. Quơ búa. Mấy trường. Xem bên này có gì này. Anh em không biết mà hôm trước tôi chơi xong tập 1 cái là tôi đi ngủ luôn. Là tôi đuối luôn. Má là chơi gần chết rồi xong còn chơi lại nữa. Bà mì nó còn quên quay mấy cây chứ lại. Rồi bây giờ qua bên này. Cái cầu nhìn bựa thế chứ. Hello anh Tốc. Có bạn nói với mình đây là con vịt. Mà thôi tôi chả biết là tôi gọi nó con vẹt từ đầu nữa. Bây giờ tôi cũng gọi là con vẹt luôn. Chào chú. Cái gì bán đồ hả? Ông này ông cần một cái túi bự hơn. À, cái gì? Ông đổi túi cho mình. Ơ, ông cho mình cái túi. Ô, túi thêm nhiệm vụ à? Ok, chào cụ Grom. Ủa, nhìn này, nhìn đồ lực lượng như sợ. Có 4 cái tay gì đó luôn. 1 cái. Ông này không tin Niwen lại là nhà của tinh linh một lần nữa. Các bác biết sao không? Tinh linh ở trong khu rừng này đã từng xuất hiện trong khu rừng này và hiện tại là biến mất rồi, biến mất hoàn toàn luôn. Và mình là tinh linh duy nhất ngay thời điểm đây. Ok, ông này ông xây cái gì ở đây ta? Phong to decay. Decay đó là cái gì nhỉ? Nhưng mà không có quặng thì ta không làm được. Cái chỗ đào mỏ bị bỏ hoang rồi, ông này không đào quặng để sửa chữa được. Có lẽ mình sẽ giúp ông chăng? Được á. Golet Ore. Mình giúp ông này xây lại cái giếng này. Ngon vậy. Nhưng mà bao nhiêu quặng mới đủ? Cái này 5 cái. Tôi kiếm thêm mẹ mới được 1 cái. Được á, thôi để làm 1 cái ở đây vậy. Ok. Ông này như là một người đào mỏ các bác ạ. Ok, cảm ơn ông nha. Và bây giờ mình có chỗ để tele qua đây rồi. Phải kiếm thêm 5 cái nữa mới mở được cái tiếp theo. Để biết kiếm đâu hết. Ok, cảm ơn. Khi nào mà tôi thấy mấy cái quặng đấy thì tôi đem về lại cho ông, yên tâm. Được đó. Kiểu gì chơi xong game tôi cũng phải xây xong cái khu này các bác ạ. Không cần phải nói luôn phải không? Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của anh em ta là kiếm 5 cái viên đá Golic. Đây. Sau đó phá bỏ cái đống gai này. Ok. Mày không biết phá được chỗ này không nhỉ? Phá được luôn. Nice. Ok, Golic thêm một cục nữa này. Còn 4 cục nữa. Rồi xem đoạn này là như nào đây. Đấy. How fun. Có bóng vuốt rồi. Đem quay về trả lại cho chị kia thôi. Có rồi này. Wow, một cái móng vuốt thật. Chà, ngon rồi. Đây là cho cậu đây. Phần thưởng. Phần thưởng gì? Woo! 2 cục. Thank you. Nice. A little break. Đã xong một nhiệm vụ. Ok. Có gì trong này? What? Cái gì đây? Ôi! What the hell? Mày! Cái gì đây nhở? Mày! Sao giống chỗ luyện tập vậy nhở?
chết. Mày ruồi, ruồi, ruồi. Quá quá cái này phê thực sự. Mày, mày. Easy hả? Ok 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 ok. Ruồi này. Ruồi, ruồi, ruồi này. Ơ. À, đi vậy. Wow, wow, wow. Hồi máu, hồi máu, hồi máu. Mày ruồi này. Đâu nữa, đâu nữa, đâu nữa. Mày này. Mày. Cười, cười vẫn. Mày này. Ý gì hả? Quán nó cho mình cái gì này? Chị ơi. Wow. Cái gì hay vậy? Shark slot upgrade. Ôi, có thêm ô đựng kỹ năng nữa. Hên vai trường. Quá tuyệt vời. Ok boy. Bam. Bam. Phê thực sự. Let's go, let's go. Đây nào. Wow. Kinh nhật, kinh nhật, kinh nhật. Mày. Cái búa này đánh buồn cười thực sự. Okay. Oh my god. Đây. Chỗ này có gì hot nào. Mày. Yeah. Aha. Oh, nice. Lại tăng máu nữa rồi. Tuyệt vời. Rồi. Speed trail, trail. Nhiệm vụ tiếp. Cái gì? Ủa cái gì vậy nhỉ? Ủa như kiểu chạy đua vậy. Oh. Hiểu rồi, bây giờ phải chạy nhanh hết cỡ hả? Oh. Rồi đã hiểu, đã hiểu, đã hiểu, đã. Rồi sao không kêu nhanh dữ vậy? Ha ha, nhanh hơn tôi không? Ôi, bạn nhìn thực sự luôn á. Ai à, ai à, ai à, bị kẹt ở đây này. À, fucking hell. 28 giây. Mà tôi phải nhanh hơn nữa. Đâu không, tôi phải nhanh hơn nữa các bác ạ. Uầy. Uầy, tôi nhanh khiếp luôn. Wow. Yeah, 1000. Wow. Rich. Giàu to lắm ơi. Trời ơi, quá easy luôn. Có 1700. Cha. Cả 9. Ok. Wow, nhìn này, nhìn này. Tôi thấy cái này là đầu luôn á. That's good. Sao ta? Bay như nào ta? Yeah, yeah. Woo. Powerful. Tuyệt vời. Ở đây thử. À, cái chỗ này là như kiểu chuẩn bị uyến tiếp về nhở? Ấy. Yeah, yeah, let's go, let's go. Đây, lại đây, đây. À, cái con này nhìn cay thiệt. Mày, mày. Mày. Mày này. Ê, xuống đây, xuống đây. Mày. Xuống đây.
xuống này. Thôi chết. Ôi, chết luôn kìa. Ôi, mẹ mấy con cú lình cay thực sự luôn á. Mày khó dữ à. Ôi, chết. That's good. Wow. Rồi, mình được gọi là đánh xong hai cái tháp rồi. Này, chỗ này phá được rồi. Nice. Ok, máu nữa. Rồi, nhiều dữ. Ok, 4 cái rồi. Còn đúng một viên nữa. 5 cái. Trời ơi, viên nãy giờ á. Ui, chỗ nào đây nhỉ? Ê, gặp lại rồi. Tao đúng đêm luôn. Ulanish Dian. Viên đá nào là chìa khóa? Đá nào cơ? Toran. Nó thua xong à? What? Tức là đá cao hoặc là đá dài hoặc đá ngắn. Là cái gì mà có liên quan tới nhạc đây nữa? Oh. Ấy, trong kia có kỹ năng gì đó. Trời ơi, tôi phải làm sao đó cho mấy cái này nó đúng trình tự thì nó mới xong này. Khó chưa? What the fuck? Má, mình ra tìm hiểu thì nó ghi bựa lắm các bác ạ. Một, hai, ba. À, ba. Ba. Wow. Cái này tôi éo biết mã nó là gì hết. Tôi ra tìm hiểu thử xem cái nhiệm vụ này nó di chuyển mấy cái bông hoa này như thế nào. Ok, thank you. 3 1 2 3 3 1 2 1. Ok, cảm ơn. Cho những ai chưa biết nha, cái này vẫn có thể mở được nữa các bác ạ. Bây giờ tao làm ngược lại giống như lúc nãy. Nãy là 1 2 3 3 1 2 1 phải không? Bây giờ ta làm ngược lại là 1 2 1 3 3 2 1. Đấy. Mày bị lọc như đúng rồi á. 2 này, 1 này, 3 này, 3 này, 2 này, 1. Ôi, bên phải mở. Wow. Kinh vậy. Rồi, qua bên này chúng ta có một cái cây. Biết có cái gì bên đấy. Xem nào. Wow. Phê thực sự. As an essential life. Tăng sức tấn công thêm 20%. Ôi, ngon đấy. Tuyệt vời luôn. Đây này, nhìn đoạn này này. Oh my god. Ôi, thôi xong rồi. Fuck. Hay quá. Ôi, suýt nữa là... Ấy rồi, suýt nữa là xong hết luôn rồi. Đó, rồi, này, tôi nhặt được cái gì này? Curious table. Hay vậy. Rồi, xong nhiệm vụ rồi. Quay về gặp gọi là ai nhỉ, quên mất rồi. Tóc. Quay về gặp Tóc. Let's go. Rồi, hello. Ok, mình cầm cái bảng lúc nãy mình nhặt được lại cho ông rồi.
đó. Trong cái cục đá có ghi chữ gì đấy. Cái gì? Thích lùi nữa. Phế thật. Hey, thank you. Wow, ông cho một phát 1000 luôn. Vỗ tay. Vậy làm mấy cái nhiệm vụ phụ này vui thật á. God damn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đi làm nhiệm vụ chính. Hey, nãy giờ là mình đi làm nhiệm vụ phụ cũng vui phết. Rồi, cũng gọi là được khá khá kinh nghiệm. Hey, hello. Ok. Tìm Glader. Ok. Ồ, đây là thiên đường của Moki. Ok. Giúp gia đình đoàn tụ á. Giúp gia đình Moki đoàn tụ. À, nói với Chrome xây nhà. Ui, xây một cái nhà ở đây hả? Ok luôn. Ông Chrome ơi, có người nhờ xây nhà. Rồi, để xem nào. Xem cần bao nhiêu, cần 4 viên. 4 viên xây cái ngôi nhà. Ui, rồi làm sao nhỉ? Ok luôn, bây giờ tôi bỏ ra 4 cục quặng này cho xây nhà cho con Moki luôn này. Nãy giờ lại chỉ còn 1 viên nữa thôi là đủ cái này rồi. Sao nhỉ? Ma. Bực cười. Ôi, làm luôn. Ok. Làm luôn. Xây nhà. Tôi chuyển qua cái vùng đất này, tôi làm cái vùng đất này gọi là trù phú lên. Ok, nice. Hết, bây giờ hết set. À, có cái gì đây? Tôi thấy cái gì đó. Ê, em xây nhà hay rồi đó. Nice. Chạy đi qua phía đông để nói với gia đình của bà này là nhà đã xây xong rồi, có nhà mới rồi. Họ ở Silent Wood, ở ngôi khu rừng câm lặng. Ok. Tôi sẽ trả tiền. Đây là chìa khóa. Ê, mình có chìa khóa. Rồi, chìa khóa của một cái căn nhà ở khu rừng câm lặng. Ôi, được đấy. Anh em ta sẽ... Vãi, sao lại bên này? Ok. Cái gì đây, có cái gì đây? Ông này cũng chuyển về đây ở rồi. Ok. Bây giờ mình hơi bị nổi tiếng ở khu rừng này luôn. Ồ, có cái nhảy ba này. Phải thật. Ôi. Chẳng lẽ mua luôn à? Ôi, mua luôn các bác ạ. Ôi. Phải thật. Ngon quá, cảm ơn ông nha. Trời, ông này bán toàn đồ xịn luôn. Thank you. Yeah. Yeah. Ok. Nice. Hello. Bà này bà đến từ ok, đến đầm lầy. Ai cũng đến từ đầm lầy hết. Bà này chắc lại nhờ mình kiếm cái mũ tiếp cho xem. Rồi. Có gì để em kiếm cho chị, đừng có lo. Ê. Đây này. Ê, hai cục. Ngày xưa. Ok. Ăn đi con. Ăn đi con. Này, tôi lên chỗ nào đẹp chưa này? Này. Ôi. What? Chỗ nào đây? Oh my god. Tổ con gì á? Mà thôi đi. Con gì vậy? Vô lại. Thiên sư mày. Thôi. What the fuck? Đây. Mà anh gấu ngủ kinh mãi thôi. Hello. Anh ơi. Cho một búa thử xem nào. Không uýnh được à? Không uýnh được các bác ạ. Gấu ngủ say như chết. Ngủ say quá rồi. Sao nhỉ, làm sao để tôi lấy cái lông ngoáy mũi à? Không có cái lông. Cái lông rô mất lâu lắm rồi.
Cái gì cơ? Rick Berry. Ồ, có con gấu ngủ trong đó. Em chịu chị ạ, em vô kiến là không làm gì được hết á. Ngủ say như chết. cái lá vẫn chưa đủ to à? Mà chịu các bác ạ. Không biết có cái gì đủ to nhá. Chỉ có đủ cái lông thôi. Đủy này ngủ kinh quá rồi. Rồi đi vậy. Ui lên được rồi, kinh quá. Đã điều tra tin đồn. Rồi bây giờ đứng đây đánh với nhau luôn. Rồi, ok. Rồi chuẩn bị uyên lộn này. Rồi có lẽ là mình sẽ đổi cái đổi sang cái này đi. Rồi ok. Bang 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 bang. Let's go. Con này căng này. Mày con gì đấy? Mày. Ôi, đau đấy, đấy. Ôi, đau. Má, đau thực sự luôn á. Bắn trụy. Căng thế. Ôi. Cái gì đấy? À. Đau nha cậu. Nãy chưa. Yeah. Còn thêm 3 cái, 4 cái nữa. Ôi. Tuyệt vời. Rồi. Cho mình đi qua bên này luôn nhỉ. Thế nào? Ui tôi sắp tới rồi. Sao xa dữ vậy? Đoạn này sao đi nhỉ? À đây này. Không xa lắm. Ôi, sao nhìn cứ ớn ớn vậy ta? Chúng ta nhớ khu vực này, nhớ chỗ này. Before decay này là thối rữa, là cái chỗ chất độc này á. Mình nãy giờ mình rất là thấy hay nhắc tới cái decay. Decay có nghĩa là phân rã, thối rữa. Có một cái sự kiện gì ấy nhỉ? Sự kiện decay đấy là gì nhỉ? The Wellspring. Wow. Đẹp thực sự. Ok. Cha này như em đứng đây đâu rồi? Ok này. Hello. Thư viện cũ. Chỗ kích cỡ này mà mở ra là sẽ có một cái thư viện rất là to trong đấy. Mình nghe nói rất là nhiều luôn. Lời đồn ấy, gọi là tin đồn đó. Có cái gì dưới nhà nhỉ? Wow, what? Ai? Hay vậy? Ok, tôi làm tầm bậy vậy nó cũng được nữa. Này vô được rồi này. Nên vô giờ không nào? Hay là đi qua bên này thử chút. Qua này xem có gì đặc biệt. Chui vô trong luôn. Oh, thank you. Rồi lên được rồi. Lên được rồi. Ôi, con gì tởm vậy?
bắn nó. Ok. Wow. Bitch. Này. Phê thực sự luôn á. Chết cha. Đây rồi. Cái này sao căng thế nhở. Wow. Ngon, 4 cái rồi. Holy moly. Ôi rơi mịa luôn rồi. Fuck. Này vào cái tháp luôn thử xem. Vô tháp rồi. Damn. Bắc thuyền ra khơi luôn này. Tìm lại hai thành viên bị mất. Không thể để gia đình chia rẽ vậy được. Có khi đoạn này mình xuống được á. May quá. Ôi. Mày suýt thì nằm ạ. À. Đoạn này sao dễ chết quá vậy. May quá. Yeah. Ôi, kỹ năng mới. Cái địch chạm vào Ori sẽ bị dính sát thương. Nghe nó cứ sầm sàm thế nào. Này bắn như này. Rồi. Bắn xoay rồi đó. Ok. Tức là chúng ta phải làm tất cả bánh xoay trong cái cối xay nước này hoạt động. Để mà xoay tốc độ kìa. Aha. Rồi lên được rồi. Bẹp. Ok. Rồi chỗ nào xoay nữa. Ờ rồi đã hiểu. Khó nha. Ở đây này. Ôi bất tử. Sao con này giống ông đâu thế. Ui. Chết. Ê. Ôi, bắn đủ. Thôi, không nói gì nữa, bán cho em đi 150 xu, chơi luôn. Rẻ mà. Em đang rất là cần mỡ bản đồ khu vực này luôn á. Ok, xem nào. Nice. Ấy, có cây. Wow. Kỹ năng gì đây? Grab. What? Huh. Wow. Cái như kiểu đu dây như bắc cua á. À không, như kiểu người nhện thì đúng hơn. Nhầm rồi, người nhện thì đúng hơn. Huh. Ôi. What the hell? Kinh thế. Uầy. Ôi, dễ ợt luôn kìa. Phải thật. Cớ mớ. Nice. Vô luôn. À, cái này đi ra. Lộn ơi. Ơ. Hay quá. Trời ơi, nhìn kìa. Ôi, được rồi. Wow. Căng nha. Ôi, bây giờ trèo lên này. Ui. Ui, hiểm phải cực. Để tính tự tin chiến thắng. Căng nha. Ê, Mookie này. Hello. Một túi. À, rồi đây là bé Mookie mà cần cái túi của cái túi mà mình được tặng lúc trước. Rồi cho chị này. Ok, không biết bà cho mình cái gì.
Cái gì đấy? Hết bao. Bác bỏ thuốc vào trong cái túi, rồi xong hình như mình đem tặng thêm người khác nữa. Ok. Ok, the fuck. Ôi, khó khủng khiếp. Rồi rồi, tôi biết rồi đó, tôi biết chuẩn bị. Oh shit. Mày này. Hả? Ôi, tôi chưa mất được giọt máu luôn. Pin vãi rồi. Bitch. Bắt đầu mất máu rồi. Này thì quá đơn giản ha. Bây giờ tôi bệnh khiếp thực sự. À, lại gặp anh tên gì nhiều tên quá quên. Ok. Đúng rồi, không còn thời gian để ấy nữa đâu. Làm nhân thôi. Leo kìa. Trời ơi, không leo vậy thì còn chơi game gì nữa. Ok. Quay trường. Wow, 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 wow. What the? Wow. Vãi trường. Cái gì vậy trời? Oh. Oh my god. Kéo. Úi giời, lại xoay tiếp. Nó xoay chóng mặt thực sự. Đau đầu thiệt chứ. Lên được này. Ê. Ê, nice. 7 viên luôn. Wow. Ok. Thank you. Oh, hiểu. Rồi, lên đây. Sau đó là chúng ta sẽ căng thế. Ôi, thấy rồi, đuổi. Úi ôi, chết. Hay chưa. Đây, cái gì này? Iron needle. Một cái kim chắc để may quần áo hay là gì đó. À, đem về cho tóc kìa. À không phải. Cái này là cái kim la bàn. Trời ơi, quên mất. Kim la bàn đó các mấy thím ạ. Này. Yeah, có kim la bàn rồi nha. Ông nợ tôi á. Ok, ông tặng mình cái gì đó. Thank you so much. Nice. Jinshelo tush atan. Naragutin. Ừ, trước khi cái decay nó nuốt chửng toàn bộ. Ồ. Ok. Cầm thế. Rồi. Đây à. Ui, đây là tầng thứ tư của cái cối xay nước luôn. Ờ, đã từng là một thư viện rất là tuyệt vời. Shit. Rồi, ok. Nước này nước bẩn hết à. Nó chuyển về ống này xuống. Ofe. Trời. Thư viện to hết đấy. For present là cái gì? Cậu có ngửi thấy mùi gì không? Tôi chắc thấy mùi gì không? Ok, chào ông nha. Tôi đi kiểm tra xung quanh thử. Ôi, ngon rồi. Ok.
máy móc gì đây? Ơi, hạt giống kỳ lạ, hạt giống kỳ lạ, một cái đồ nhiệm vụ. Sao cái chỗ này nhìn cứ ân ớn vậy ta? Có gì bên này không? Không qua được. Ôi mẹ, như kiểu chỗ này như kiểu chuẩn bị win boss tới nơi luôn này. Ôi, what the? Oh my god! Ngôn công, cứu em! Fucking shit! Oh. À, mắc cây! Ui, nhìn nó tởm! Đi thôi! Câu! À, mắc cây nhìn tởm! Let's go! Ôi, sao đi đây? Hey, my god! Dạ, hay gớm ạ. Let's go! Oh my god! Chạy sao đúng kìa. Holy shit! Come on! Wow! Ôi, nó chưa túng được tôi. Con mặc cây nhìn gớm thực sự. Game hay mà nồi. Tôi nói thật với anh em là tôi đéo thể nào mà ngừng chơi cái game này. Hay thực sự. Oh my god. Đấy là lần thử đầu tiên luôn mà tôi qua luôn. Hay ghê. Quả này ra mà quên quay video là thôi ăn cức luôn này. Ôi, nước đã chảy một lần nữa. Sáng và sạch sẽ. Damn. Tuyệt vời các bác ạ. Chúng ta cần phải nói với cô Lốt. Mình phải về nói chuyện với ông thôi. Được rồi. Quay lại. Anh em nhìn xem tôi đi này. Khủng khiếp chưa? Mày hơn cả cái mê cung nữa. Như kiểu là cái tổ kiến luôn. Còn cái đoạn này này, anh em biết làm thế nào để chúng ta có thể khiến cho con gấu này nó đi ra, nó khỏi chắn đường không? Là anh em ta có thể có tiếp đường đi luôn á. À, bây giờ nước sạch rồi. Ôi, tuyệt vời luôn. Ôi trên này, ơi em sắp chết đuối rồi. Ê, ok. Đấy ơi, có thêm cái nữa. 9 viên. 9 viên các bác ạ. Ôi, chào ông. Tò khiếp. Chào mừng đã quay trở lại. Nhóc con. Đúng rồi, ông thấy nước không? Bây giờ nước trong sạch. À, đầm lầy đang nợ cậu. Cái gì đầm lầy nợ? Stray. Fire your friend. Trước khi cô ấy tìm ra. Stray là đứa nào nhỉ? Có trái tim là nỗi đau, lạnh giá các kiểu. Wow. God damn. Tìm cu. Nhiệm vụ tiếp theo này. Fallen Friend. Tìm cú. Bữa nay đọc cú chứ đừng đọc cu nữa các bác ạ. Ok, để lên xây dựng vài thứ trên chỗ của ông. Ông gì đấy lại quên tên mất rồi. Grom. Rồi, làm từ đầu tới cuối đi. Bây giờ là dọn dẹp hết đống gai gọ các kiểu ra. Okay. Đây là một trong những cái phần đoạn chơi hay nhất mà mình từng biết luôn á. Tức là cái kiểu mà mình đi xây dựng lại nhà của một ngôi làng luôn á.
Tuyệt vời. Đây, bây giờ gỡ hết đống gai này. Chặt hết. Đấy, bây giờ chúng ta có thêm một đường đi nữa. Nice, nice. Rồi, không còn gai. Ok, tuyệt vời. Bây giờ nay mình thiếu rồi, thiếu nhiều quá. Ok. Oh my god. Được rồi, mình nghĩ là chúng ta sẽ dừng tập 2 ở đây. Vẫn đang trên đường đi tìm cú các bác ạ. Hơi cực xí, hôm nay là chúng ta tập trung vào việc gọi là đi khám phá bản đồ với lại là gì nhỉ? Đi sang sữa cái cối xay nước. Sữa xong hết rồi. Nói chung là nước ở khu rừng Niwen bây giờ đã sạch sẽ, mọi đường đi đều đã có thể đi được rồi. Tập sau thì anh em ta sẽ đi sang gọi là hướng bên phải này và nhiệm vụ là tìm cú. Với lại là thêm xây dựng thêm nhà rồi lại giúp một vài bé mi cái gì tên gì đấy rồi tôi cũng quên mất tên rồi. Được rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem mình chơi Ori and the Will of the Wisp tập 2. Và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo sẽ ra mắt sớm thôi. Thực sự thì đây là một trong những cái tựa game hay nhất mà mình từng chơi luôn anh em ạ. Được rồi, nếu anh em thích series này, đấm vỡ nút like. Và mình Dũng Senpai xin chào tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành. Bye bye.